Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Dính trọng bệnh, Phan Văn Giang gãy gánh, Nguyễn Tân Cương sẽ lên thay thế. Hàm đại tướng cho công an và quân đội thường được phong cho những người đang là bộ trưởng hoặc sắp trở thành bộ trưởng. Năm 2019, Tô Lâm và Lương Cường cùng được ông Nguyễn Phú Trọng, lúc đó đang giữ chức chủ tịch nước, phong hàm đại tướng cùng một lượt. Tô Lâm khi đó đang là bộ trưởng còn Lương Cường đang được Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn để giành chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay cho Ngô Xuân Lịch. Đến Đại hội 13, ông Lương Cường bất ngờ để Phan Văn Giang giật mất chức Bộ trưởng. Đây được xem như một tai nạn đối với ông Lương Cường. Điều đó khiến ông mất đến 3 năm ngồi lại vị trí cũ để đợi thời cơ. Ngày 20 tháng 10 vừa qua, ông Tô Lâm với tư cách là chủ tịch nước đã thăng hàm đại tướng cho Lương Tâm Quang và Nguyễn Tân Cường. Cũng giống như Tô Lâm và Lương Cường cách đây 5 năm, Lương Tâm Quang đang là bộ trưởng, còn Nguyễn Tân Cường đang là thứ trưởng bộ quốc phòng. Như vậy rõ ràng, đây là bước chuẩn bị để cho Nguyễn Tân Cường lên nắm bộ trưởng. Vậy thì bộ quốc phòng đang có biến động gì mà phải phong hàm đại tướng cho một thứ trưởng như vậy? Và đây là hình ông Phan Văn Giang đang bị bệnh về thận theo thông tin rò rỉ cho thời báo chấm đề, ông Phan Văn Giang đang bị bệnh rất nặng về thận, xem ra ông khó mà đảm đương chức bộ trưởng đến hết nhiệm kỳ. Tình hình trở nên ngày một nghiêm trọng, ông Giang khó có thể hy sinh sức khỏe để bám ghế được. Nếu làm như vậy, ngày ông về chầu Lenin sẽ gần hơn mà thôi. Không biết liệu bệnh của Phan Văn Giang là do tình hình đấu đá gây ra hay đấy chỉ là bệnh tự nhiên chỉ biết đến lúc vũ đài chính trị đấu nhau gây gắt thì bệnh ông lại trở nên nghiêm trọng. Không ở ngôi vua như Nguyễn Phú Trọng nên Phan Văn Giang không thể đứng trên đảng luật được. Hiện Phan Văn Giang đang bị áp lực rất lớn để rút lui, dự kiến Nguyễn Tân Cương sẽ là nhân vật được thay thế. Về vấn đề sức khỏe, lâu nay vẫn là bí mật, người dân chỉ biết khi những chuyện đã không thể che giấu được nữa từ khi chính trường đảng Cộng sản chia phe phái đánh nhau không khoan nhượng, thì cũng từ đó những cái chết bí ẩn cũng ngày một nhiều hơn. Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành, Nguyễn Chí Vịnh, vân vân. Đấy là chưa kể những người nhiễm bệnh đầy bí ẩn nhưng không chết ngay mà còn kéo dài sự sống thêm một vài năm, ví dụ như Phùng Quang Thanh và Nguyễn Phú Trọng. Quân đội đang có nhiều phe, nhưng có thực lực nhất vẫn là hai phe phe của Phan Văn Giang chủ yếu là Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục 2, phe Lương Cường chủ yếu là Tổng cục Chính trị và thêm một phe lâu nay không mạnh nhưng nay được chú ý hơn, đấy là phe Hoàng Xuân Chiến. Hoàng Xuân Chiến được nổi lên nhà ông là đồng hương của Tổng Bí Thư, kiêm Bí Thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm. Được biết, để có hàm đại tướng cho Lương Tâm Quang, thì Tô Lâm cũng nhượng bộ với phe quân đội chấp nhận cho Nguyễn Tân Cương lên đại tướng. Đáng chú ý, Nguyễn Tân Cương từng gắn bó nhiều năm với ông Phan Văn Giang tại Bộ Tổng Tham mưu. Ông Cương lên thai, đây được xem là giải pháp trám chỗ phe ông Phan Văn Giang, không muốn để mất ghế bộ trưởng về tay phe phải khác. Tuy nhiên, khi chưa trao được ghế cho đàn em thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Trường hợp chính Phan Văn Giang cướp lấy cơ hội của Lương Cường năm 2021 là ví dụ điển hình. Và đây là hình ông Nguyễn Tân Cương được phong hàm đại tướng bước chuẩn bị lên bộ trưởng. Đáng chú ý, nếu ông Nguyễn Tân Cương lên bộ trưởng, Thứ trưởng Thường Trực sẽ khó mà thoát khỏi bàn tay Hoàng Xuân Chiến. Nếu Nguyễn Tân Cương lên thay, ngay sau lưng ông Cương sẽ là một nhân vật được Tổng Bí Thư, kiêm Bí Thư Quân ủy Trung ương hậu thuẫn Điều đó cho thấy các phe phái đang cài răng lược nhau để tranh giành từng vị trí một. Tham vọng của Tô Lâm rất lớn, không chỉ hưng yên hóa Bộ Công an mà còn đang hưng yên hóa Ban Bí Thư. Còn quân đội, Tô Lâm vẫn ôm tham vọng hưng yên hóa bộ này để thâu tóm quyền lực. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dính trọng bệnh, Phan Văn Giang gãy gánh, Nguyễn Tân Cương sẽ lên thay thế. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Lương Cường làm chủ tịch nước, chiếc ghế ma ám liệu còn linh. Chiều 21 tháng 10, Đại tướng quân đội Lương Cường đã chính thức trở thành chủ tịch nước đây là vị chủ tịch nước thứ tư chỉ trong vòng nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, chưa chắc ông Lương Cường đã là vị chủ tịch nước cuối cùng trong nhiệm kỳ này. Cung định vẫn còn nhiều phe phái đang tranh giành quyền lực, đôi khi ghế chủ tịch nước lại trở thành bia đỡ đạn cho ai đó. Ông Lương Cường từng là chủ nhiệm tổng cục chính trị và là một trong hai phe mạnh nhất của quân đội. Tuy nhiên, vào năm 2021, ông đã thất bại trước đại tướng phan văn giang trong cuộc đua đến chức bộ trưởng bộ quốc phòng mặc dù khi đó ông cường được tổng bí thư kiêm chủ tịch nước nguyễn phú trọng hậu thuẫn hình ảnh ông lương cường chính thức trở thành tân chủ tịch nước không giống ông nguyễn xuân phúc hay ông võ văn thưởng vốn không được một phe phái mạnh nào hậu thuẫn ông lương cường được đánh giá là có nhiều mối quan hệ với các tướng lĩnh trong quân đội đặc biệt là các tướng trưởng thành từ tổng cục chính trị hiện nay trong bộ chính trị ông nguyễn trọng nghĩa thượng tướng trưởng ban tuyên giáo trung ương là người sát cánh với ông lương cường trong tổng cục chính trị như vậy ông cường không phải là chủ tịch nước không có thực quyền như nguyễn xuân phúc hay võ văn thưởng mà ông có những mối quan hệ nhất định tuy nhiên điều đó vẫn chưa đủ để ông trở thành chủ tịch nước đầy quyền lực như ông Tô Lâm hay ông Nguyễn Phú Trọng từ năm 2018 đến năm 2021. Nếu muốn vững vàng, ông Cường cần liên minh với nhiều phe phái khác trong quân đội, đặc biệt là phe Phan Văn Giang. Nếu chỉ tự thân, ông vẫn chưa thể là đối thủ của Tô Lâm, càng không đủ sức để cân bằng quyền lực với ông Tô Lâm. Sau cái chết bí ẩn của ông Trần Đại Quang, ghế chủ tịch nước chưa bao giờ sống yên biển lặng. Ông Trọng ngồi ghế này chưa được một năm thì suýt bị chết ở Kiên Giang. Đến nhiệm kỳ 2021-2026 thì không một vị nào có thể ngồi ghế chủ tịch nước trọn nhiệm kỳ. Đáng nói là sự thay đổi nhân sự liên tục của ghế chủ tịch nước trong nhiệm kỳ này khiến người dân gọi đó là ghế ma ám. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu ông Lương Cường có yên vị trên chiếc ghế chủ tịch nước để phá bỏ lời nguyền dành cho chiếc ghế này hay không? Thực tế, tuy xếp thứ hai trong tứ trụ, nhưng ghế chủ tịch nước chỉ mang tính lễ nghi, không có thực quyền. Đây được xem là ghế có sức chống đỡ bảo tố yếu nhất trên chính trường. Nếu không có bình quyền trong tay thì khó mà trụ vững ở chiếc ghế này. Về mặt đối ngoại, ông Lương Cường đã làm tròn bổn phận bề tôi trước tập cận bình. Tuy nhiên, về đối nội thì ông vẫn chưa kết nối tốt với ông Phạm Văn Giang để tạo nên một nhóm quyền lực mới đủ sức để cân bằng với nhóm quyền lực của Tô Lâm. Hình ảnh chưa đầy 4 năm đã có 4 đời chủ tịch nước. Chưa chắc ghế chủ tịch nước không bị dòm ngó. Dù sao, chiếc ghế này cũng đảm bảo một chân trong bốn vị trí cao nhất của đảng. Tuy không có phục quyền, nhưng lại có tiếng nói đáng kể trong các vấn đề lớn của đảng và đất nước. Hiện nay, ông Lương Tam Quang đã là Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an. Đến Đại hội 14, rất có thể ông Quang sẽ giành chức Chủ tịch nước với ông Lương Cường để thực hiện tham vọng hương yêu hóa tứ trụ. Chính trường Việt Nam đang có những chuyển biến mạnh trong thời gian qua. Trong tứ trụ hiện nay có đến 3 trụ xuất thân từ công an và quân đội. Xem ra thời gian tới, đấu cung định sẽ là những trận đấu sinh tử giữa các ông tướng, bao gồm Tô Lâm, Đại tướng Công an, Lương Cường, Đại tướng Quân đội phạm Minh Chính, Trung tướng Công an. Chỉ còn duy nhất Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội là người ngoài lực lượng vũ trang về thực lực. Trần Thanh Mẫn bị đánh giá là yếu nhất so với ba nhân vật còn lại. Tương lai có thể sẽ là những trận kịch chiến giữa các ông tướng trong tứ trụ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm D với bản tin Lương Cường làm chủ tịch nước, chiếc ghế mà ám liệu còn linh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời Báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất